Theo những gì được truyền tụng thì Joseph đến từ Arimathea chính là người giữ chén thánh, nhưng vì là một tông đồ của Chúa Giêsu, ông đã bị truy nã, bị bắt và giam vào nhà ngục. Sau khi thoát khỏi nhà giam, ông rời bỏ quê hương và theo một con đường xa xưa xuyên qua Địa Trung Hải. Ông du hành qua Rome đến miền nam nước Pháp. Người ta tin rằng ông đã định cư tại Languedoc cùng với vài môn đệ khác của Giêsu, bao gồm cả Mary Magdalene. Liệu chén thánh có vượt qua cả chặng đường đó để đến châu Âu không? Trên quan điểm của một nhà khảo cổ học thì hoàn toàn có thể hiểu được một việc một người xuất chúng như Joseph đến từ vùng Arimathea có thể giữ một vật được đồ uống khá quan trọng trong các dịp lễ hội như lễ quá hải của người Do Thái. Không ai biết chén thánh đã được cất giữ ở đâu sau khi nó được mang tới châu Âu. Có rất nhiều ý kiến đối lập nhau. Một trong những quan điểm xa xưa nhất cho rằng Joseph hay thậm chí có thể chính là Giêsu đã đến nước Anh mang theo chén thánh. Joseph đi về vùng biển phía nam nước Anh và dừng lại ở vùng đất nay là Glastonbury. Chính tại đây ông đã sống những ngày cuối cùng của cuộc đời và thành lập nhà thờ Cơ Đốc giáo đầu tiên trên toàn quần đảo Anh Quốc. Mảnh đất nơi những tàn tích của tu viện dòng thánh Benedict còn sót lại chắc hẳn là một trong những địa điểm bí mật nhất trên toàn đất nước, bởi vì có thể nó đã từng được tận mắt chứng kiến chén thánh. Có rất nhiều phiên bản khác nhau về câu chuyện chén thánh, nhưng ở nước Anh người ta nói rằng nó đã được mang tới đây ngay sau khi Đức Chúa bị đóng đinh vào cây thánh giá. Sau đó nó biến mất và các hiệp sĩ của vua Arthur đã mở cuộc truy tìm chén thánh. Từ quan điểm này, chén thánh có mối quan hệ khá gần gũi với vua Arthur huyền thoại và các hiệp sĩ của ông. Việc người La Mã rút quân khỏi nước Anh vào thế kỷ thứ 5 là một hiểm họa đối với những gì còn sót lại của nền văn hóa La Mã tại Anh. Không gì có thể ngăn cản những người mọi rợ phương Bắc tràn vào vùng đất thuộc nước Anh qua bức tường Hadrian. Do thiếu một lực lượng phòng thủ có tổ chức, đất nước nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chỉ có một vị vua người Anh duy nhất có thể chống lại được sức mạnh của bất kỳ vị vua nào khác, đó chính là vua Arthur. Trong một loạt các trận chiến chống xâm lược, Arthur cũng là người chiến thắng. Sau những chiến thắng đó, đỉnh vinh quang của cuộc sống thanh bình và phát triển. Những thành tựu của vua Arthur trở thành cây quyền trượng trong tất cả các truyền thuyết. Ông là hiện thân của thời đại hoàng kim ở nước Anh, nhưng chẳng bao lâu sau, những thời kỳ đen tối lại bắt đầu. Người ta hy vọng về sự trở lại của một vị vua anh hùng như Arthur, hoặc thậm chí chính là vua Arthur. Trên một dải đất hẹp phía bắc Cornwall là lâu đài Citadel. Bức tường của tàn tích này tồn tại từ một thời đại muộn hơn, nhưng nền móng của nó thì đã có từ thời đại của vua Arthur. Chúng ta không thể chắc chắn về niên đại của nó, nhưng người ta tin rằng vị vua Center đã được sinh ra ở đây vào khoảng năm 470 sau công nguyên. Phía dưới tòa lâu đài là một hang động được biết đến với tên động Merlin. Tên này được đặt theo một nhân vật trong truyền thuyết, người được biết đến với tư cách thầy dạy của Arthur khi ông còn trẻ. Cho tới giờ, nhiều người Center đã cải giáo sang đạo Cơ Đốc, nhưng những người không tin vào Cơ Đốc giáo vẫn kiên định lối suy nghĩ của mình. Sự chuyển đổi từ một tôn giáo cũ sang một tôn giáo mới phải được tiến hành trong cả một quá trình. Trong những câu chuyện hoang đường về chén thánh, những yếu tố thuộc người Center và người ngoại giáo được pha trộn với những yếu tố thuộc về Cơ Đốc giáo. Câu chuyện về thanh gươm kỳ diệu Excalibur của người Center. Theo truyền thuyết, Excalibur có thể đánh bại mọi kẻ thù. Người nào có thể tách Excalibur ra khỏi tảng đá, người đó sẽ trở thành người thống trị toàn nước Anh. Truyền thuyết này đã được ứng nghiệm trong trường hợp của Arthur, và thanh gươm đã đưa ông đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau khi Arthur qua đời, một trong những phụ tá trung thành của ông đã quăng Excalibur xuống một cái hồ bí mật theo đúng truyền thống của người Center. Camelot.
Camelot, tòa lâu đài huyền thoại của vua Arthur, và là nơi khởi đầu cuộc truy lùng chén thánh. Các nhà sử học vẫn đang tranh luận liệu tòa lâu đài đã bao giờ thực sự tồn tại. Điều chúng tôi quan tâm là về Camelot. Đôi khi người ta cho rằng đó chính là thủ đô của nước Anh dưới triều đại vua Arthur, nhưng không phải vậy. Trong tất cả các câu chuyện về vua Arthur, Camelot là đại bản doanh của ông. Không có ai ở đó trước và sau ông. Dĩ nhiên là lâu đài Camelot bạn nhìn thấy trên phim ảnh chưa bao giờ tồn tại. Sẽ không thể có một tòa lâu đài hoành tráng vào thời Trung Cổ vào thế kỷ thứ 5 hay bất cứ vào khoảng thời gian nào đi nữa. Nhưng có thể chắc chắn rằng Arthur phải có đại bản doanh và một suy luận khá hợp lý là nó nằm ở đâu tại Cadbury, có thể là lâu đài Cadbury. Lâu đài Cadbury nằm ở miền nam nước Anh. Ngọn đồi được bao quanh bởi rừng cây do bàn tay con người tạo nên. Nó là một trong những ngọn đồi có hào lũy bao quanh rộng nhất trên toàn đất nước. Theo những bằng chứng khảo cổ học, một công trình xây dựng đầy ấn tượng đã được dựng lên ở đây vào thế kỷ thứ 5, thời kỳ vua Arthur nắm quyền. Liệu công trình đó có phải là lâu đài Camelot? Triều đại Arthur đã để lại dấu ấn ở vùng Tây Bắc xứ Wales. Tàn tích của một quần thể lâu đài xây dựng gần đây hơn đã làm phong phú thêm phong cảnh nơi đây. Theo một số nhà sử học, thì đây có thể là vị trí lý tưởng cho lâu đài Camelot. Kiểu kiến trúc của lâu đài nằm ở trung tâm nước Anh này có vẻ phù hợp hơn với những hình dung của chúng tôi về Camelot. Có một điều có thể nói chắc chắn là, theo những gì mà một tác giả sau này viết về Arthur có mô tả quang cảnh Camelot, thì nó không gắn liền với chủ nghĩa siêu thực trong thời đại của Arthur. Lâu đài thời đại đó chỉ được xây bằng những thanh gỗ lớn xù xì và được bao quanh bởi hàng rào bằng cọc sắt. Điều kiện sống của con người thời kỳ đó có lẽ là rất khó khăn, nên lâu đài thực tế còn rất thô sơ. Nếu Camelot thực sự tồn tại thì hầu như chắc chắn rằng nó chỉ là quần thể kiến trúc bằng những thanh gỗ thô ráp mà thôi. Theo truyền thuyết, vào cuối đời, Arthur đã cùng các vị thần du hành bằng thuyền đến đảo Avalon. Cũng giống như thanh gươm kỳ diệu Excalibur và lâu đài Camelot bí ẩn, không ai biết Avalon là địa điểm có thật hay chỉ là hư cấu. Vị trí chính xác của Avalon đã phai nhòa dần trong trí nhớ của mọi người. Có rất nhiều địa điểm khác nhau tương hợp với hình ảnh của hòn đảo truyền thuyết. Núi Saint Michael ở bờ biển phía nam con vua là nơi lý tưởng nhất. Vậy có phải hòn đảo nằm ở một vùng biển nước Anh? Và còn rất nhiều khả năng khác nữa. Nhưng các nhà sử học tin rằng chìa khóa của Avalon có thể nằm trong chính cái tên của nó. Trong thực tế, cái tên Avalon mang nghĩa là táo và nơi trồng táo, và nơi đây là một miền đất có mọc lên rất nhiều táo. Avalon trong thần thoại dường như còn là thế giới bên kia, xứ sở diệu kỳ hay bất cứ tên nào bạn muốn đặt cho dễ nhớ. Nơi có rất nhiều táo và nơi con người tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Theo một truyền thuyết, nơi đó là nơi Arthur đã chiến thắng trong trận đánh cuối cùng của ông, và có người nói ông vẫn đang sống ở đó, ông là bất tử. Có ý kiến khác cho rằng vì Arthur được chôn cất tại Glastonbury nên tập hợp những quả đồi bao quanh khu vực đó có thể chính là Avalon thực sự. Vào thế kỷ 13, các thầy tu ở Glastonbury đã phát hiện một phần của ngôi mộ.
Trên đó viết, đây là nơi vua Arthur yên nghỉ. Ngày nay, hầu hết mọi người đều cho rằng đó là một trò bịp bợm, được dựng lên nhằm thu hút dân chúng đến trả tiền để được xem khu di chỉ gần ngôi mộ Glastonbury. Nhiều người khác tin rằng vua Arthur và các hiệp sĩ của ông đang yên nghỉ tại đồi Endon và chuẩn bị vùng lên nếu nước Anh cần đến họ. Hơn 500 năm sau thời đại của vua Arthur, vào thế kỷ thứ 11, triều đình nước Anh chịu ảnh hưởng của người khác đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến nghệ thuật. Các văn sĩ trong triều bắt đầu viết về vua Arthur nổi tiếng và cuộc săn lùng chén thánh của ông. Không có bằng chứng lịch sử nào với chương tiếp theo trong câu chuyện về chén thánh. Chúng ta đang bước vào một thế giới vô cùng huyền bí, thế giới của chiếc bàn tròn huyền thoại. Chiếc bàn tròn là nơi tập họp của các hiệp sĩ danh giá, những người cống hiến cả đời cho cuộc truy tìm chén thánh. Để trở thành một thành viên của hội những con người cao quý này, các hiệp sĩ phải tuân theo những chuẩn mực về tinh thần thượng võ và những phẩm chất về đạo đức. Thời kỳ vua Arthur trị vì ở thời đại hoàng kim là thời kỳ của những con người công bằng và rộng lượng. Nếu chúng ta chia sẻ với mọi người điều gì thì sẽ được nhận lại những phần thưởng xứng đáng. Nó còn là sự phân chia rõ ràng ai là người có thể giao tiếp với giới siêu nhiên, ai có thể kéo dài sự sống cho kẻ khác. Được vua Arthur yêu mến, có lẽ Lancelot là người được biết đến nhiều nhất trong số các hiệp sĩ. Chàng là người luôn hướng tới sự hoàn thiện và cống hiến cả cuộc đời cho cuộc truy tìm chén thánh. Nhưng ngay cả Lancelot cũng không hoàn thiện. Theo truyền thuyết, Lancelot đã yêu say đắm nữ hoàng Guinevere, vợ của Arthur. Số phận đã thật nghiệt ngã đối với cuộc ngoại tình đầy lãng mạn này, ngay khi nó mới bắt đầu, và nó đã làm xáo trộn cuộc truy lùng chén thánh của các hiệp sĩ. Sự phản bội của Lancelot đã phá vỡ sự bình yên trong thế giới của thành Camelot. Tình yêu đam mê và lừa dối đó đã làm vần đục ý nghĩa của sứ mệnh mà cộng đồng các hiệp sĩ theo đuổi. Sứ mệnh đó là luôn hướng tới đức hạnh và sự trong sáng. Mối hiểm họa về sự suy đồi đạo đức đã bắt đầu xuất hiện trong thế giới của nghĩa hiệp. Đối với triều đình Camelot, phản bội là tội danh tồi tệ nhất. Đối với Lancelot và Guinevere, tội chết chính là hậu quả cho những gì họ đã gây ra. Arthur đã xử tử người vợ của mình. Lancelot trở thành một kẻ chạy trốn, bị đuổi khỏi cộng đồng hiệp sĩ. Đến cuối đời, chàng đến sống ở một tu viện ở miền Bắc nước Anh. Tu viện đó sau này có tên gọi tu viện Lancelot.